một món rau sạch cực kỳ sạch của đồng bào miền núi. Mời các bạn cùng ăn với mình nhá. Nó rất là giòn nhá, nó rất giòn nhưng mà nó hơi đắng đắng. Ôi, cái hoa này là hoa gì ấy cô? Chú cháu một túi tới, bắt tiền một túi đấy ạ. Cái này thì nấu như thế nào đây cô? Hôm nay mình mua ở cái chợ Mường Tè nhá. Lần đầu tiên mình ăn đấy, bây giờ mình sẽ chế biến theo cách mà cô bán hàng hướng dẫn mình. Đây, đầu tiên là phải nhặt cái nhụy của nó đi này. Thực ra đây là cái hoa sạch ở rừng, sạch 100% luôn đấy, nhưng mà nó rơi xuống đất thì người ta mới dụng được, bởi người ta mới nhặt được. Bởi vì đây là một cái cây mà nó ở rất là cao. Đấy, thì cô ấy có hướng dẫn là về nhặt cái nhụy này đi này, rửa xong là nhồi thịt vào đây, nhồi thịt vào trong này và buộc lại và hấp lên. Cái cánh của nó khá là dày ấy, cho nên chắc là xào ăn sẽ ngon đây, mọi người nhìn thấy không? Nhồi thịt sợ không quen ăn lại mất công, nên là xào với trứng xem cái vị của nó thế nào, mình có ăn được đã không nhá. Cô ăn món này bao giờ chưa? Ai mà ăn được đắng ấy thì sẽ cảm thấy rất là ngon, đắng xong nó có cái vị ngọt. Cái vị ngọt nó cũng đậm đà ấy, đậm hơn là mình ăn mướp đắng nhá. Mùi thơm thơm đặc trưng á. Nói chung là không giống như rau ngón, không giống như mướp đắng đâu.